Xin chào mọi người, tiếp tục diễn biến bộ phim Thế giới hoàn mỹ, Thạch Hạo và Thanh Y đã nhận ra nhau, hai người tiến hành trò chuyện. Cậu kể lại cho cô nàng mọi chuyện trước kia mình đã trải qua và cũng tiết lộ mình lấy tên Hoàng để hành tẩu ở thượng giới này. Thanh Y cũng bất ngờ, nàng lẽ ra nên đoán được Hoàng chính là Thạch Hạo mới phải. Thế gian này có thể làm chuyện như vậy cũng chỉ có mình cậu mà thôi. Thạch Hạo tự tin cho rằng sẽ có một ngày mình sẽ quang minh chính đại, khôi phục thân phận Thạch Hạo. Thanh Nghi cũng có hoàn cảnh giống như cậu, nàng phải thay đổi diện mạo rồi ẩn vào trong Thiên Tiên Thư Viện. Nguyên nhân là thực lực bây giờ vẫn chưa phải đối thủ của chủ thần nên đành phải dùng cách này để tránh sát kiếp. Như vậy là hai người đều có nỗi khổ riêng, không thể dùng thân phận thật để xuất hiện được. Thạch Hạo trấn an cô nàng không cần lo lắng, có mình ở đây, chuyện khôi phục thân phận để hành tẩu không thành vấn đề. Lời này có vẻ kiêu ngạo, Thanh Nghi mong nam chính khiêm tốn lại, không thì sẽ rước thêm nhiều phiền phức. Thạch Hạo phản bác, trước giờ đều là phiền phức tự tìm tới mình, chứ mình đâu có đi tìm. Thanh Nghi sau khi nghe chuyện của cậu tại thượng giới cũng buồn lòng, thân phận thực sự rồi sẽ phải tiết lộ, nàng cho rằng thiên nhân tộc sẽ không giữ bí mật quá lâu. Khi mà thân phận bị tiết lộ thì sẽ có vô số cường giả tìm tới trả thù, điều này càng làm cho cậu thêm nguy hiểm. Thạch Hạo cũng không muốn giấu quá lâu, đợi tới lúc mình giành được chiến thắng trong trận chiến thiên tài 3.000 châu thì sẽ để cho toàn bộ thượng giới biết người độc chiếm ngôi đầu là ai. Tương lai nhất định sẽ diệt thiên quốc, dẹp minh thổ, trừ tiên điện, giết thẳng vào khu không người, trở thành tồn tại trí cao, hiểu tất cả căn nguyên và bí mật. Trước mắt, chỉ là chiến thắng thiên tài đại chiến 3.000 châu mà thôi, sao mà nói là khoác lác được. Thanh Y tiết lộ thế giới này lớn hơn sự tưởng tượng của cậu nhiều lắm, ngay cả tiên cổ cũng bị chôn xuống trở thành quá khứ, nên cậu cũng đừng tự cho mình quá cao. Đó là chuyện của rất lâu về trước rồi, bản thân nàng cũng không rõ năm đó đã xảy ra chuyện gì, nhưng nghe lời của nàng thì nó rất là nghiêm trọng. Thạch Hạo không muốn nói thêm về vấn đề này nên hỏi thăm dự định cô nàng trong đại chiến 3.000 châu sắp tới. Thanh Y tiết lộ mình muốn tìm một loại hỏa diễm có thể cộng hưởng với trăng, dùng hỏa diễm đốt lên thần hỏa. Trước đó, cậu từng gặp một loại thần hỏa, màu sắc đúng là màu xanh. Dựa vào những đặc điểm đó, Thanh Y dự đoán đó là Thanh Nguyệt Diễm do Thanh Nguyệt Chân Tiên bỏ mình để lại vào kỷ nguyên tiên cổ. Nàng muốn Thạch Hạo nói cho mình biết vị trí của Thanh Nguyệt Diễm. Đúng vào lúc này, vài nữ đệ tử cảm nhận được động tĩnh bên trong ao tiên nên qua xem. Thạch Hạo hẹn Thanh Y mấy ngày nữa sẽ dẫn cô nàng đi tìm Thanh Nguyệt Diễm, sau đó nhanh chóng rời đi. Cậu trở lại Chí Tôn Đạo Tràng, trong lòng vô cùng thắc mắc. Lúc ở đáy vực đã đụng độ hai loại hỏa diễm, chỉ không biết là loại màu trắng xuất hiện phía sau là gì, còn có 6 con rồng và quan tài đồng cổ xưa là chuyện gì. Vừa vặn nhìn thấy Tề Đạo Lâm, ông già này đã đi qua nhiều giáo phái lớn, xem khắp cốt thư nên chắc là biết về mấy thứ đó. Thế là cậu lên tiếng hỏi thăm về chuyện 9 con rồng và một quan tài đồng. Tề Đạo Lâm vừa nghe tới chuyện này liền mất bình tĩnh, hiển nhiên là ông có ấn tượng rất lớn về chiếc quan tài này. Thạch Hạo vội lấy lý do là ở Thiên Tiên Thư Viện nghe được mấy kỳ tài thảo luận về việc này. Vì thắc mắc nên tới đây thỉnh giáo một phen. Tề Đạo Lâm kể lại, quan tài đó tên là Tam Thế Đồng Quan. Lúc mới lên thượng giới, Thạch Hạo cũng đã nghe được đồn về chuyện một nữ tử áo trắng đoạt được chí bảo Tam Thế Đồng Quan. Đấy chỉ là lời đồn không có thật. Ông cũng không biết quá nhiều chuyện liên quan tới thứ này, nhưng ông biết nó cực kỳ thần bí và kinh khủng. Chuyện bắt nguồn từ tiên cổ. Trong đạo thống sư môn có một vị vô thượng lão nhân từng truy tìm quan tài này nhiều năm. Lúc mở quan tài đồng thì bị phản phệ, đạo cơ bị thương. Các thế lực thù địch thừa cơ hội vô thượng lão nhân bị thương để tiêu diệt, mất đi cường giả chống lưng. Đạo thống đã bị lụi tàn. Đó là chuyện của thời kỳ tiên cổ rồi. Cả tiên cổ đều bị chôn vùi vào quên lãng. Chỉ còn lại Tam Thế Đồng Quan là vẫn trường tồn theo thời gian. Thạch Hạo lên tiếng khen ngợi Tề Đạo Lâm lợi hại. Chuyện bí mật như vậy mà cũng biết. Sau khi khen xong thì lại hỏi thăm cách hàng phục thần diễm. Tôn giả cảnh muốn đột phá lên cảnh giới cao hơn, cần phải nhóm lửa thần hỏa, tu luyện ra thần tính. Thạch Hạo không nói rõ ràng, chỉ lấy lý do là đại chiến thiên tài 3.000 châu sắp tới gần, mình đang chuẩn bị từ sớm. Tề Đạo Lâm yêu cầu cậu phải tiến vào trong top 10 cuộc tranh tài, nếu không thì tự kết liễu đi. Thạch Hạo tỏ vẻ khinh thường, lão già này yêu cầu mình phải lọt vào trong top 10, đây là hơi khinh thường mình rồi. Mục tiêu của cậu chính là hạng nhất. Tề Đạo Lâm nghe xong lắc đầu, tiểu tử này nói chuyện đúng là ngông cuồng. Thượng giới 3.000 châu có vô số anh tài và thiên kiêu, muốn vào top 10 nghe thì dễ lắm. Thạch Hạo từng giao thủ với truyền nhân tiên điện là Đế Sung, cảm thấy mình trên cơ Đế Sung rồi, tính gì mấy người khác. Tề Đạo Lâm không bất ngờ vì chuyện này, nhưng mà mọi chuyện sẽ không dễ dàng tới như vậy. Trận tranh tài này, cách mấy ngàn năm hoặc vạn năm sẽ tổ chức một lần, bên trong ẩn chứa tạo hóa vô tận.
Nếu có cơ duyên đạt được một thứ gì trong đó, rất có thể sẽ trở thành bất hủ đứng ngạo nghễ trên đỉnh cao vạn cổ. Vì tranh đoạt cơ duyên như vậy, nên từ xưa tới nay đã có rất nhiều chí tôn trẻ tuổi tự phong ấn mình trong núi băng hàng tuyết. Đến khi cuộc tranh tài nổ ra thì lại xuất hiện tham gia. Tục truyền rằng có người từng đoạt quán quân 10 lần. Lời này có nghĩa rằng một đám thiên hạ đệ nhất trong lịch sử đều sẽ ra ngoài tranh hạng nhất với Thạch Hạo. Quy tắc tham gia là thực lực không được đạt tới thần hỏa cảnh nên những thiên tài đó chỉ còn cách là tự phế đi thần hỏa cảnh, phế đi lập lại, trùng tu vài lần, từ đó giúp cho căn cơ thần đạo vô cùng vững chắc. Dù là vậy thì Thạch Hạo vẫn kiên quyết với lựa chọn của mình, cậu sẽ để cho bọn họ biết ai mới là người mạnh nhất. Khí phách này làm cho Tề Đạo Lâm vui sướng, ông đưa cho một khối đá khắc nhiều dòng chữ rồi cho biết, nếu như cậu gặp được hỏa diễm mạnh nhất thì các phương pháp như ngự hỏa thuật, thuần hỏa pháp đều vô dụng, cách hiệu quả nhất là câu thông, giao lưu với nó, đạt được nó công nhận. Bên trong khối đá là một đạo pháp truyền thừa, có thể dịch cổ ngữ, sau khi học được thì có thể giao lưu với các loại cổ hỏa. Đến hẹn lại lên, Thạch Hạo đưa Thanh Y tới trước vực sâu. Bên dưới chính là nơi đã xuất hiện Thanh Nguyệt Diễm. Thanh Y cũng bất ngờ vì nơi này còn có một khe thung lũng sâu. Ban đầu nàng còn tưởng rằng bí mật lớn nhất trên thảo nguyên Hỏa Châu này là chỗ tiên khoáng tạo ra thất thải tiên kim. Hai người nhanh chóng đi xuống bên dưới. Thanh Y vừa nhìn liền biết tòa thành cũ kỹ ở đáy vực là di tích tiên cổ, đã trải qua vô vàn năm tháng. Vì đã sử dụng trận pháp che giấu nên cỗ quan tài và 9 con rồng đều bị che đi. Tế đàn hoàn toàn trống trơn, ngọn lửa màu xanh lại xuất hiện, nó thực sự là Thanh Nguyệt Diễm. Thanh Nguyệt Diễm phóng ra một ít sức mạnh, hai người chưa kịp làm gì thì quần áo đã bị đốt cháy sạch sẽ. Thanh Y hốt hoảng yêu cầu cậu đừng quay lại, hai người nhanh chóng mặc lên người một bộ y phục khác. Thanh Nguyệt Diễm tấn công thêm lần nữa, Thạch Hạo lao lên đón đỡ, quần áo cả hai bị đốt sạch lần thứ hai. Thạch Hạo sử dụng bí pháp mới học được để câu thông với hỏa diễm, hóa ra nó thiêu hủy y phục là để cảnh cáo hai người đừng làm loạn, cũng không thể dùng tay sờ vào ngọn lửa. Làm thế sẽ bị coi là khiêu khích. Nếu không khiêu khích thì sẽ không kháng cự lại, còn làm thế nào thì phải do Thanh Y tự nghĩ cách. Lúc ở Bổ Thiên Giáo, nàng cũng từng học qua bí pháp giao lưu, thế là cô nàng lập tức thi triển. Bí pháp hai người thi triển đều có đồ án giống nhau, khác mỗi ở chỗ màu sắc. Thanh Nguyệt Diễm đồng ý để cho nàng thu phục, Thạch Hạo sẽ ở dưới hộ pháp. Nàng ta từ từ bay lên cao, tiếp cận lại gần ngọn lửa, sau đó bắt đầu quá trình thu phục. Mới đầu rất thuận lợi, càng về sau thân thể của Thanh Y càng trở nên quá sức chịu đựng. Xem ra là uy lực hỏa diễm không tầm thường, muốn thu phục là điều không dễ dàng. Cơ thể nàng ta có dấu hiệu nứt vỡ. Chưa rõ chuyện gì tiếp theo xảy ra thì tập phim đã hết rồi. Hẹn gặp lại mọi người trong các video tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm, theo dõi. Xin chào!